Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe mà khá tên tuổi, mang thương hiệu của Mỹ nhưng lại được bên showroom thị trường Nhật trưng bày bên đấy. Trong cái lô hàng vừa rồi thì em mới về một chiếc xe đẹp mà gần như là hoàn toàn xe trưng bày. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe Kia Ke thương hiệu Mỹ trưng bày tại Nhật Bản. Vâng, xe có tông màu xanh trắng rất là trang nhã, cái tông màu sắc này là rất được các bác ưa chuộng đấy. Em đi quay tổng thể chiếc xe các bác xem. Màu xe thì rất sạch xe nhé, sáng. Cái dòng Kia Ke này thương hiệu bên Nhật, bên thị trường Mỹ các biết có là khá tên tuổi rồi, được rất nhiều các bác lựa chọn. Khung xe gần như là nguyên xe được trưng bày tại bên Nhật, đúng là chỉ chụp ảnh đi lại test xe thôi, hầu như không có vết xước nào cả. Xe làm khung nhôm các nhé. Đấy, các bác nhìn cái nước của nó vẫn bóng này, xe rất là bóng. Em đánh giá chiếc xe này gần như là mới hoàn toàn 95%. Xe dòng Kia Ke này bên em thì rất chi là ít về nhá, hiếm hoi mới được về một chiếc xe dòng Kia Ke mà đẹp như thế này. Cái model xe này là dòng Kia Ke là thương hiệu Mỹ nhưng mà lại được thị trường Nhật sử dụng. Xe rất còn mới và đẹp, càng nhôm cổ vốt của Kia Ke luôn. Cái màu bên trên này được sơn màu ánh nhũ bạc các bác nhé, nhìn rất là nổi bật đấy, mới cũng có một vết xước gì cả. Toàn bộ của hãng xe Kia Ke chính hãng luôn, cổ vốt của Kia Ke luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn rõ này, USA này, USA đây, thương hiệu của Mỹ. Nhưng mà riêng cái dòng model dòng Kia Ke này thì lại bên được sử dụng bên thị trường Nhật nhé. Model mẫu xe này là bên mình được thị trường Nhật Bản. Bác nhìn thấy nhân tay có biết, bác có biết xe gần như là mới tuyệt đối. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano Sora, tay lắc Sora. Vâng, bình thường những dòng xe tay lắc khác thì mẫu xe thì nó có một cái chiếc cần gạt ở đây là xuống, lắc là lên. Nhưng mà dòng Sora được cải tiến, xe được cải tiến trang bị có nút bấm ở đây này, rất tiện lợi cho các bác. Bấm một cái lắc xong rồi bấm lên xuống lít, rất là tiện lợi nhé. Đàn kia nó cũng quả Kia Ke luôn các bác nhé. Đây là logo đằng trước của xe, logo lổ bằng nhôm, sử dụng phanh ba mảnh. Dòng xe này có model xe này là được sử dụng bên thị trường Nhật Bản nhé, mẫu xe này sử dụng bên thị trường Nhật Bản, thương hiệu Mỹ nhưng mà được sử dụng bên thị trường Nhật Bản. Cả xe các bác này rất là mới. Xe được sử dụng cặp vành, vành cặp Kia Ke nguyên cặp chính hãng luôn. Đây vành ở sau đây các bác nhìn rõ đấy, rất sáng và bóng. Vành của nó vành đổ nhé, vành đổ hai lớp. Dòng xe đua, cái dòng này là rất nhiều người sử dụng.
Vâng, xe được trang bị với đũa gọi là căm căm lá hẹ nhé, căm dẹp, căm lá hẹ, căm dẹp 24 lam, giúp xe cứng cáp và khỏe khoắn hơn xe. Lốp kem da, xe với kích thước lốp là 700 nhân 23C. Đây bác nhìn lốp xe vẫn còn nguyên bản. Đây gai lốp của nó còn nguyên xi này. Xe này được trưng bày tại showroom ở bên Nhật các bác nhé. Giá thành ở bên đấy rất là cao, các bác biết bên Nhật Bản thì giá thành rất là cao rồi. Thương hiệu Mỹ là sử dụng thị trường bên Nhật. Trong đợt xe này về thì em có một con duy nhất cái dòng chia ke này về là gần như là mới hoàn toàn. Size xe đấy bác ơi, size 460, tức là size 46, hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m7. Aluminum, hợp kim siêu nhẹ. Đùi đĩa soda Shimano. Đây bác nhìn cái đùi đĩa của xe này, gần như là chưa sử dụng qua nhưng mà không có một cái vết xước gì cả, mới hoàn toàn luôn. Xe về nguyên bản, từng con ốc một. Xe được sử dụng bê đan Vigo đi vòng. Những cái vòng đua này, dòng đua chuyên nghiệp thì thường thường được sử dụng những vòng bi này, đạp rất là nhẹ. Củ đề Shimano Soda. Cốt yên nhôm. Nhũ chia ke. Và yên xe bác nhìn này, yên xe trắng nhá, điểm xanh ở giữa. Gần như là mới. Mới nguyên xe. Bên em rất hiếm hoi về được chiếc xe như thế này. Đây các bác nhìn clip xe đây, xe được sử dụng với 9 lip, trang bị 9 lip, 2 tầng đĩa, cho bộ chuyển động 18 tốc độ. Các bác nhìn clip xe này, gần như là mới tuyệt đối, clip và xích, cũng còn nguyên gì, chưa có một vết gì cả. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết về hoạt động của xe. Còn sau đây bộ chuyển động của xe rất êm và mượt, lên lít này. Đấy. Rất êm xe, xuống lít này. Rồi. Bên đĩa này các bác này. Xuống lít. Lên lip. Xe chuyển động rất mượt mà. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể dòng chiếc xe Chia Ke hiệu Mỹ nhưng được trưng bày tại showroom ở bên Nhật. Xe còn rất mới, trên 95%. Xe này là model là chuyên sản xuất bên thị trường Nhật các bác nhé. Giá bên em là 8,6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, đăng ký và theo dõi kênh. Bên em xe sẽ cập nhật thường xuyên. Vâng, xin hẹn các bác vào ngày mai. Xin cảm ơn các bác. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.